Sóc Hàng Nhật Vệ xin chào tất cả các bác. Trong buổi hôm nay thì em sẽ làm một cái clip để cho các bác so sánh giữa hai máy lọc không khí Daikin và máy lọc không khí Panasonic. Trước khi vào bài so sánh thì các bác có thể ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube Giang của Hoàng ạ. Ở trên hình ảnh các bác là hai con máy lọc không khí, con bên trái là con Daikin MCK70. Con bên phải là con VG70 Panasonic. Cả hai con đều là những cái phân khúc cao cấp VIP nhất tại thời điểm nó ra mắt nhé. Em so sánh những con VIP nhất tại thời điểm máy ra mắt. Đấy. Còn sẽ có rất là nhiều các cái máy râu ria khác nhau. Cho nên là em sẽ không nói về những cái máy khác mà đây nói về hai con này. Vì nhiều bác khi mà gọi điện cho em hỏi mua máy thì cứ hỏi là tư vấn cho một con máy nào tốt, nào bền, hãng nào dùng thích hơn Panasonic hay là Daikin. Em thì em chưa bao giờ em trả lời bác nào là máy nào tốt hơn hay là máy nào thích hơn cả. Đấy, tất cả em sẽ chỉ là gợi ý, còn quyền lựa chọn hay không ở các bác. Vì mỗi người có một sở thích riêng, người thì chỉ dùng bái hãng Daikin, người thì chỉ dùng bái Panasonic. Đấy, cho nên là sau cái bài hôm nay thì các bác có thể tự tìm cho mình chiếc máy phù hợp với gia đình nhà mình. Đấy. Đầu tiên về giá cả, hai con này em đang bán giá tương đương nhau, vâng nhé. Giá một con bên trái Daikin 3,9 triệu, bên phải Panasonic VG70 giá 4 triệu, đều đã đấu đổi điện 220V bên trong, bảo hành 6 tháng như nhau, đều có cơ chế thay màng lọc mới cho các bác. Đấy. Về cơ bản giá cả xem nhau, không khác nhau. Đấy. Đấy là về vấn đầu tiên, vấn đề giá cả. Thì hai con này thì em khẳng định luôn đây, nếu ở những cái phân khúc máy này, tầm tiền này thì hai con này nó là hai con VIP nhất các bác nhé. VIP nhất của hai hãng tại thời điểm nó ra mắt nhé. Còn đương nhiên bây giờ nó sẽ có những model mới rồi thì em không nói. Nhưng tại thời điểm nó sản xuất hai cái mẫu này thì đây là hai con máy cao cấp nhất. Chiều cao, kích thước thì các bác nhìn qua clip các bác có thể thấy là hai con cao xem bằng nhau. Đều chiều cao khoảng 60 phân. Chiều ngang thì cũng như nhau thôi ạ. Đấy. Chiều cao như nhau, chiều ngang như nhau. Còn chiều dày thì con Panasonic này mỏng hơn. Đấy. Con nhìn chưa? Panasonic mỏng hơn hẳn. Con Daikin thì dày hơn. Con Daikin này nó dày vào khoảng 26 phân, con kia chắc là chỉ vào khoảng 22 hay 23 phân thôi. Đấy. Thiết kế thì mỗi con một kiểu. Nhưng mà tụm chung lại thì cơ chế hoạt động, thiết kế mẫu mã thì nó cũng tương tự nhau. Bài hôm nay em sẽ so sánh chi tiết cho các bác để các bác nắm được thôi. Hai con này hiện tại em vẫn đang còn nhé. Tại thời điểm hôm nay là ngày 13 tháng 4 là em vẫn đang còn hai con này. Các bác sau clip này các bác nào có lấy thì các bác liên hệ thôi. Bây giờ em nói về chiều cao rồi, kích thước rồi. Đấy. Bây giờ mình nói về công nghệ đi. Công nghệ thì đầu tiên là về cái cánh vẫy này của thằng Daikin. Chỉnh tay các bác nhé. Panasonic hoạt động tự động. Điều chỉnh tự động, đóng cửa xuống, cửa này đóng xuống. Đấy. Daikin mặt trước này cố định hút qua hai khe này. Panasonic thì khi bật thì sẽ tự động dâng lên. Đấy là về cái cơ chế hoạt động, hệ thống cơ của nó. Trên này thằng Daikin này nó không có cái hệ thống cơ thì nó chả có cái gì mà để mà hỏng. Ông này thì đương nhiên hoạt động một thời gian cánh vẽ này có thể hỏng motor thì lại thay thôi, đơn giản. Đấy về cơ chế hoạt động. Về công nghệ tiếp theo, Daikin này nó sử dụng công nghệ trimmer, con này sử dụng công nghệ nano y, đều tiêu diệt vi khuẩn bằng cái đấy hết. Đấy. Hai công nghệ độc quyền của hai hãng, mỗi hãng có một đặc điểm riêng nhưng mà tự chung lại đều tốt cả. Trên bảng điều khiển thì đây, con này khóa trẻ em, con này cũng khóa trẻ em. Báo phần trăm độ ẩm, con này cũng báo phần trăm độ ẩm. Con này thì báo bằng số cơ học, con này số điện tử. Đấy. Hẹn giờ cũng đầy đủ, hẹn giờ. Đấy. Con này cũng như Eco. Con này thì Eco Navi. Đấy. Con này đây các chế độ ion. Con này có bật tắt. Con này thì nó có máy phát ion tự động bên trong. Đấy. Về cảm biến thì con Daikin gần như không có nhiều cảm biến như thằng Pana. Các bác muốn tắt đèn này đi thì con này phải tắt bằng tay. Đấy. Nhưng con này thì cảm biến ánh sáng tự động, che vào tối tự tắt. Đấy. Về cảm biến bụi mùi thì cũng đầy đủ. Cảm biến bụi mùi đầy đủ nha các bác nhé. Bụi đây, mùi bên trong. Con này cũng vậy thôi. Cảm biến bụi nó nằm ở góc khe này.
cảm biến bụi môi ẩm ở đây, đầy đủ cảm biến. Con này thì có thêm cảm biến dò tim chuyển động, là cái công nghệ này thì Daikin không có, mỗi con đằng Panda đời cao cấp này có. Đây. Dạ. Đây. Ở đây bảng hiển thị phần trăm độ ẩm, con này thì cũng báo bụi mùi ở đây. Về màng lọc bên trong, so sánh hai con các bác thôi, còn các bác quyết định con nào đấy quyền các bác. Màng lọc bên trong, đây, con này thanh timer nó nằm đây, con này thì nó nằm bên trong. Con này về cơ chế lọc thì có thêm hai cột lọc tĩnh điện hai bên, màng HEPA ở giữa. Con này thì chỉ có duy nhất màng HEPA, đấy, nhưng màng HEPA con này sẽ to hơn, màng HEPA con này nhỏ hơn. Chưa? Panda thì chỉ có màng HEPA thôi, cái màng này cũ rồi, phải thay màng mới các bác nhé. Đấy. Các bác thích thì để, không thì thích thì thay. Đấy. Màng than con này dày, khử mùi tốt hơn. Con này màng than mỏng hơn, con này thì nó dạng màng giấy. Đấy. Mỏng hơn. Đấy, Daikin. Panda màng than. Đấy. Có nhìn rõ ràng màng than Panda dày dặn hơn. Được chưa? Đấy. So sánh như vậy để các bác nắm được thôi, chứ còn em chả tư vấn các bác bảo là nên chọn hãng nào cả, vì mỗi người sẽ có một sở thích riêng các bạn ạ. Chẳng ai giống ai cả. Nhiều khi cứ tư vấn cho các bác bảo lấy con Daikin thì các bác lại có khi này cũng lại chả lấy Daikin đâu, các bác lại Panasonic. Hoặc là các shop người ta có máy nào thì người ta tư vấn cho các bác bảo là máy đây tốt. Còn đối với em thì em chả tư vấn máy nào cả. Em có máy nào thì em cũng chỉ bảo lấy được quyền các bác lựa chọn thôi. Và cũng nhiều bác gọi cho em rồi, các bác cũng sẽ nhận được câu hỏi như vậy, câu trả lời như vậy. Còn em không tư vấn về vấn đề là các bác chọn hãng nào. Đấy. Em thì em ít bán sáp lắm, thì em chỉ có Daikin và Panda thôi. Ở hai bên riêng này thì cũng bình buồm như nhau thôi. Con này đây cũng bình buồm mà nằm đây. Đấy. Bình buồm con này có thể bé hơn Daikin. Bé hơn Daikin. Đấy, con này mang tổ ẩm đây. Con Daikin thì cũng vậy thôi. Đấy, bình này có vẻ to hơn. Mang tổ ẩm nằm đây. Như nhau các bạn ạ. Đấy, con này thì công suất là 66W. Đấy. Sản xuất 2012. Con này là 73W, à 75W, sản xuất 2013. Chưa? Đấy là về các chi tiết đầy đủ về kiểu dáng, công nghệ cảm biến, giá thành, mẫu mã các kiểu. Đấy, để các bác nắm được. Thế mỗi người sẽ có một lựa chọn cho riêng mình, nhưng không ai có thể quyết định thay các bác được. Đấy. Hai con em đã đều đấu đổ điện 220V, Daikin giá 3,9 triệu, Panasonic giá 4 triệu. Có người hợp với mẫu này, có người thích mẫu kia đẹp hơn. Có người bảo Daikin đẹp, nhưng có người bảo Panasonic đẹp. Thế nó mới mỗi hãng nó mới tồn tại đấy chứ các bạn. Chứ ai cũng sùng Daikin hết, ai cũng sùng Panda hết thì các hãng khác bán cho ạ. Đương nhiên có người lại sùng hãng sáp. Đúng vậy. Các bác nào có nhu cầu về mua máy lọc không khí, máy rửa bát hay điều hòa, một cục nồi cơm điện, hay tóm lại đồ lung tung của Nhật, các bác liên hệ nhé. Shop hàng Nhật nội địa của em ở địa chỉ là Nguyễn Đông Anh, Hà Nội. Số điện thoại thì em có ở trên mỗi clip. Chào các bác nhé, cảm ơn các bác theo dõi.